Xin thưa mời kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng truy cập và theo dõi video trên kênh YouTube của phụ kiện audio. Quý vị và các bạn, các bác và anh em thân mến, trước màn ảnh của các bác và anh em đây là rất nhiều những cái mẫu dây tín hiệu âm thanh hàng bãi Nhật cực kỳ chất lượng và ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng một video để quay lên giới thiệu cũng như là bán cắt mét cho các bác và anh em những cái mẫu dây tín hiệu âm thanh này để các bác và anh em những ai mà chúng ta thích DIY này, thích độ chế tại nhà, một bộ dây tín hiệu âm thanh hoàn chỉnh của chúng ta, tự làm một bộ dây và cũng là để dành cho anh em thợ thuyền mà muốn mua những cái mẫu dây tín hiệu âm thanh à, chất lượng tốt mà giá thành phải chăng thì có thể tham khảo nhé Và dây ngày hôm nay thì sẽ có hai màu dây là dây màu đen và dây màu trắng. Dây màu đen này của Hitachi này, và dây màu trắng của Prosteria phôi dây bên trong là đồng mạ bạc và cả hai mẫu dây này thì đều có lớp áo chống nhiễu rất là dày dặn giúp là khử nhiễu tín hiệu này và phôi dây bên trong là đồng mạ bạc thì nó sẽ giúp là truyền tải tín hiệu âm thanh thì nhanh ổn định và chuẩn xác chất âm thì cực kỳ là trung thực và chi tiết ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em từng mẫu một để các bác và anh em tham khảo nhé và rất nhiều dây ở đây thì em sẽ bán cắt mét cho các bác và anh em chúng ta cần bao nhiêu chúng ta đặt hàng bấy nhiêu nhé các bác và anh em cần bao nhiêu chúng ta đặt hàng bấy nhiêu thôi và đầu tiên là mẫu dây màu đen này đầu tiên là về dây dây rất là mềm dẻo các bác và anh em nhá đây em đang gặp rất nhiều nếp vào nhau này đây. gặp rất nhiều lần với nhau dây nó rất là mềm đây. rất là mềm dẻo như này đây. một mẫu dây tín hiệu thành rất là mềm dẻo đây là mã trên dây này đầu tiên là AVKM này E bốn một bốn bảy HCV này 2483 24 AVG Cái 24 AVG này là một tiêu chuẩn đo lường tiết dây của Mỹ có trên dây của Nhật và dòng dây này có tiết diện là 24 AVG các bác và anh em nhá 5 c là tiếp theo là 105C em xin lỗi các bác và anh em là điện thoại nó bắt nét hơi kém một chút các bác và anh em thông cảm nhé 1 105C có nghĩa là cái vỏ bên ngoài này chịu được cái nhiệt độ lên tới là 105 độ C về 1 này Đấy. TR64 4 trên 24 dây này là dây của Hitachi các bác và em nhé dòng dây của Hitachi này dây tín hiệu âm thanh Hitachi hàng bãi Nhật về cái dòng dây tín hiệu âm thanh của Hitachi này thì em đã bán rất nhiều kể cả những cái bộ mà em DIY những cái bộ như là dây AV này, dây Canon đực cái này, dây sắc 6 ly, dây mic không ray, mic có dây thì đều đã DIY cho các bác và anh em xem rất là nhiều, đều đã giới thiệu với các bác và anh em rất là nhiều rồi. Đấy. Đây là bộ dây màu đen em sẽ tuốt luôn cái phôi dây ra để các bác và anh em tham khảo luôn nhá. Đây vỏ dây bên ngoài này, vỏ dây màu đen này rất là dẻo dai các bác và em nhá. Tiếp theo lớp áo chống nhiễu này rất là dày dặn các bác và anh em sẽ... nhìn này em sẽ quay cận cảnh ở đây các bác và anh em xem nhá. Đấy, lớp ao trồng nhiễu rất là dày dặn bên ngoài như này, Đấy, sau khi tuốt ra nhé, em sẽ tuốt ra để quay cái lõi dẫn bên trong này. phôi dây bên trong nó sẽ gồm là bốn lõi dẫn này, bốn lõi dẫn bốn màu là à, trắng này, xanh là cây, đen và đỏ. Đấy. và toàn bộ phôi dây bên trong này thì đều là đồng tơ mạ bạc, đồng tơ mạ bạc cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, em quay cận cảnh ở đây, các bác và anh em xem kỹ về cái lõi dây, này. phôi dây của nó là đồng tơ mạ bạc, các bác và anh em nhá, nhìn nghiêng ra một chút là chúng ta sẽ thấy ngay cái ánh đông rồi phôi dây đồng tơ mà bạc bạn dây này bản dây bốn lõi các bạn nhé dây màu đen là bản dây bốn lõi dây của Hitachi cực kỳ chất lượng như này bán cắt mét cho các bác và anh em các bác và anh em cần bao nhiêu mét chúng ta đặt hàng bấy nhiêu nha mức giá rất là hợp lý thôi và bây giờ chuyển sang mẫu màu trắng dây màu trắng dây màu trắng là dây Proteria Đấy, phôi dây của Proteria em quay mã các bác và anh em xem này À, m lại là một tiêu chuẩn đo lường tiết điện dây của Mỹ có trên dây của Nhật. Em xin chia sẻ với các bác và anh em luôn là dây Proteria thì nó cũng là cùng của hãng Hitachi nhé. Hitachi là công ty mẹ, Proteria là công ty con. À, m này, em sẽ bắt nét các bác và anh em xem này. E44V này, Style này, 246480C này, VVK1 này, dây Proteria, RTFlex -like này, SB và bản dây 2C nhân với 21 AVKG các bác và em nhé. IC 21 em sẽ tốt cái dây ra các bác và em xem này cái dòng dây tín hiệu âm thanh hàng bãi nhật này thì uh, chất lượng cực kỳ tốt luôn uh, như em là người bán hàng trực tiếp là em đã làm thành những cái bộ dây em bán cho các bác và anh em là em biết được rồi là cái dòng dây này truyền tải tín hiệu âm thanh thì rất là ổn định và chuẩn xác này chống nhiễu cực kỳ tốt vỏ dây bên ngoài rất là dẻo dai dây trắng nó cũng rất là mềm các bác em nhé nó cũng như dây đen đấy nó dây trắng nó cũng rất là mềm này nó rất là mềm nó không bị cứng dây và cũng sẽ có một lớp áo chống nhiễu rất là dày dặn ở đây Đấy, các bác và anh em có thể tham khảo này lớp áo chống nhiễu này sau khi tuốt ra nhé tuốt ra cái dòng dây màu trắng này thì nó sẽ có lớp giấy chống ẩm bên trong này Đấy. dây chống ẩm và những cái sợi dây dù này giúp cố định dây này và bản dây màu trắng này là bản dây hai lõi các bác và em nhé bản dây hai lõi vỏ bên trong nhựa nhỏ và nhựa bọc bên trong là nhựa tép lông chống cháy chịu nhiệt và cản nhiễu cực kỳ tốt này Đấy, dây màu trắng bên trong sẽ có hai lõi là một lõi đen và lõi trắng lõi đen lõi trắng này bên trong là rất nhiều những cái sợi đồng này. Đấy, các bác và anh em để xem này bên trong rất nhiều những cái sợi đồng li ti này Đấy, rất là nhiều cái sợi đồng tơ mạ bạc các bác và anh em nhá sờ những cái dòng đồng tơ này rất là sướng này và đây là bản dây hai lõi Đấy, các bác và anh em về chúng ta có thể chia ra chúng ta làm dây tín hiệu âm thanh cực kỳ chất lượng Đấy. và bây giờ em sẽ công khai luôn mức giá đây để các bác và anh em tham khảo này đồng giá 50.000 đồng trên một mét các bác và anh em nhá dây màu đen của Hitachi này và dây màu trắng Đấy, dây màu đen của Hitachi và dây màu trắng của Pro Taria Hai mẫu dây này thì đồng giá 50.000 đồng trên 1 mét Các bác và anh em cần bao nhiêu mét thì chúng ta đặt hàng bấy nhiêu Đấy, Số lượng bao nhiêu là tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của các bác và anh em Đấy, Chúng ta ví dụ cần độ khoảng 5 mét hoặc nhiều bác là chỉ cần độ khoảng 3 mét, 2-3 mét thôi cũng được Đấy nhiều anh em thợ thuyền thì muốn mua nhiều hơn thì số lượng có rất nhiều cho các bác và anh em Đấy, Số lượng rất là nhiều cho anh em mua sắm nhá Nặng đồng giá 50.000 đồng một mét Đấy, Các bác và anh em cần bao nhiêu mét thì nhân giá lên bấy nhiêu và mọi thông tin chi tiết về đặt hàng sản phẩm thì các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện cũng như là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Em xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại là 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.